Cùng với các lễ cúng rừng của nhiều dân tộc thì từ xa xưa lễ cúng thần rừng Doong Sía của người Giáy xã Bản Qua, huyện Bát Xát lại có những nét đặc biệt. Tuy nhiên gần đây thì lễ cúng rừng này đã bị mai một. Việc khôi phục lại lễ cúng rừng Doong Sía không chỉ bảo tồn nét văn hóa truyền thống của đồng bào Giáy mà còn góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Doong Sía theo tiếng Giáy có nghĩa rừng có thần. Với người Giáy Bản Qua, lễ cúng thần rừng có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong suy nghĩ cũng như trong tiềm thức của họ, các vị thần luôn phù hộ cho cuộc sống của con người. Nên từ xa xưa, hàng năm cứ vào ngày cuối cùng của tháng Giêng âm lịch, người Giáy Bản Qua đều tổ chức lễ cúng các vị thần trong khu rừng cấm, cầu mong cho một năm no đủ, gia đình mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Cúng xong để mà cầu mong cho nó lúa tốt này, cho nó không cho cái gì cãi nhau này, cho nó nuôi gà nuôi vịt này, xong cho nó không có cái gì xảy ra. Lễ vật được dâng lên cúng các vị thần không đòi hỏi cầu kỳ mà tùy thuộc vào nguyên liệu sẵn có như xôi, rượu, thịt lợn, gà, vịt, vàng hương. Các phẩm vật được bày nơi thờ tự cao nhất phải có đầy đủ bộ phận của lợn, gà, vịt. Mọi người dân sẽ cùng đóng góp tiền mua lễ vật và mời thầy cúng. Mỗi gia đình cử một đại diện mang lễ vật đã chuẩn bị trước đến tham dự. Thầy cúng phải là người Giáy trong thôn, có uy tín, am hiểu phong tục, được người dân nể trọng. Sau khi làm lễ xong, mọi người sẽ cùng nhau bày cỗ ăn tại trong khu rừng cấm, nhưng chỉ được bày 7 mâm, dù số lượng người đông hay ít. Hôm nay là bà con nhân dân về cầu may, cầu cúng cho phù hộ cho dân làng buôn thôn ở đây để trong một năm gọi là bà con nhân dân là nó khỏe mạnh, đấy, không có vấn đề xảy ra ở trong thôn. Tuy nhiên, lễ cúng rừng Doong Sía bị mai một, không được duy trì thường xuyên. Nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, xã Bản Qua khôi phục lễ cúng rừng Doong Sía nhằm khởi nguồn cho các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc của đồng bào người Giáy. Đây là một cái hoạt động văn hóa tín ngưỡng được duy trì và phát triển do một điều kiện nào đó trong thời gian qua đã bị mai một hơn chục năm nay. Năm nay thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy về khôi phục các cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc thì đã được bà con nhân dân ở các thôn bản Vền, Cốc Cài thì tổ chức cái lễ cúng rừng này. Đối với cấp ủy chính quyền đây cũng rất phấn khởi và động viên bà con dân khôi phục cái lễ hội này để giữ cái nét truyền thống của dân tộc. Lễ cúng thần rừng của người Giáy không chỉ mang giá trị về tinh thần mà còn khẳng định vai trò, vị trí của cộng đồng gắn với thiên nhiên, đồng thời góp phần giới thiệu đến du khách những phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Bát Xát.